Xin chào các bạn, Tiếng Trung Ánh Dương rất vui và cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Tiếng Trung Ánh Dương trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn 40 mẫu câu mặc cả cực đỉnh phần 2. Trong bài học trước đã giới thiệu tới các bạn 20 mẫu câu và hôm nay chúng ta tiếp tục học nốt 20 mẫu câu. Các bạn hãy cùng bắt đầu vào bài học nhé! Bắt đầu vào bài học là nhóm mẫu câu mặc cả dành cho người bán. Mẫu câu thứ nhất: Giá tiền hẳn khoai giang sang trọng. Giá tiền hẳn khoai giang sang trọng. Giá tiền có nghĩa là giá cả. Hẳn khoai rất nhanh, giang sẽ sang trọng, tăng lên. Giá cả tăng lên rất nhanh. Một câu thứ hai: Y phân tiền, y phân khổ. Đây là mẫu câu mặc cả sử dụng rất là phổ biến, tương ứng với tiếng Việt là tiền nào của nấy. Y phân tiền, y phân khổ. Một câu tiếp: 这是我们的最低价了。这是我们的最低价了。最低价 có nghĩa là giá thấp nhất. Đây là giá thấp nhất của chúng tôi rồi. 这几乎是成本价了。这几乎是成本价了。几乎 có nghĩa là dường như, gần như. 成本价 là giá vốn. Giá này là gần bằng giá vốn rồi, tôi không bán đâu. Tiếp theo, 下次我给您补偿. 下次我给您补偿. 补偿 có nghĩa là bù đắp. 下次 lần tới. Lần tới, lần sau, tôi sẽ đền bù cho chị hơn. Một câu tiếp: 您愿意出什么价? 您愿意出什么价? Yuan li có nghĩa là đồng ý, bằng lòng. Chu sở mơ chia có nghĩa là bán với giá nào. Anh đồng ý bán với giá nào? Tiếp tục vẫn là các mẫu câu mà cả từ phía bên người bán. Câu thứ nhất: Đối bù chỉ, chờ bù giảng giá. Đối bù chỉ, chờ bù giảng giá. Đối bù chỉ, xin lỗi. Bù giảng giá, không mặc cả giá. Nếu bạn từ chối không mặc cả giá, mình sẽ dùng câu này. Một câu tiếp theo: Ní xiang tuo sào qian neng cheng jiao. Ní xiang tuo sào qian neng cheng jiao. Xiang là muốn, tuo sào qian bao nhiêu tiền. Cheng jiao tức là giao dịch thành công. Mẫu câu này nghĩa là chị muốn bao nhiêu tiền thì có thể mua được, có thể giao dịch được. Mẫu câu cuối: 再便宜点您要吗? 再便宜点您要吗? Rẻ hơn một chút, chị có mua không? 再便宜点 có nghĩa là rẻ hơn một chút. 您要吗? 要 là cần, mua. 您要吗? Chị mua không? Tiếp theo: 价格太低了,不能接受. Giá cả thay đi là giá cả thấp quá. Bù nấng không thể chia sổ, chấp nhận được, không đồng ý. Giá thấp quá tôi không bán được. Một câu tiếp: Nà cơ giá, của mân yào khuê bẩn lơ. Nà cơ giá, giá cả đó. Khuê bẩn có nghĩa là lỗ vốn. Cái giá đó thì chúng tôi lỗ vốn mất. Của mân khứa ý cầy nín tá chiểu trứa. 我们可以给您打九折. Ở đây chúng ta để ý là có cụm từ 打九折, có nghĩa là giảm 10%. Ở trong tiếng Trung, ở tiếng Việt mình muốn nói giảm 10% thì mình nói trực tiếp số 10, nhưng trong tiếng Trung thì giảm 10% thì có nghĩa là trừ đi 1, còn 9 phần thì giữ lại số 9. 我们可以给您打九折. Chúng tôi có thể giảm 10% cho chị. Còn nếu muốn nói là giảm 20% sẽ là 我们可以给您打八折. 我们可以给您打八折. Chúng ta tiếp tục đến với những nhóm mẫu câu cuối. 这是双方互利的生意. 这是双方互利的生意. Song phang có nghĩa là hai bên. Hu li lẫn nhau, sheng yi, việc kinh doanh. Mẫu câu này nghĩa là đây là kinh doanh hai bên cùng có lợi.
Tiếp theo, 我们不能再降价了. 我们不能再降价了. Chúng tôi không thể giảm giá hơn được nữa. 30%的折扣是不可能的. Các bạn để ý cách đọc số 30%. Phần trăm ở đây sẽ là bài phân trư và đằng sau sẽ là ghép với con số 30% là bài phân trư 30, 40% sẽ là bài phân trư 40. Vậy mẫu câu này là bài phân trư 30 tờ chứa khâu sư bù nâng tờ giảm tới đến 30% thì không thể được. Tiếp theo ba mẫu câu này tương đối dài. 如果降价，我们就没有利润了. Mẫu câu này cũng gần với cách diễn đạt của một mẫu câu phía trước. 如果 nếu như, 降价 giảm giá, 没有利润 lợi nhuận, 没有利润 không có lợi nhuận. Nếu giảm giá thì chúng tôi không còn lãi nữa. 这次我们全照老价钱卖. 这次 nghĩa là lần này. Trào lão trả chén, tức là căn cứ theo giá cũ, mãi là bán. Lần này là chúng tôi hoàn toàn bán theo giá cũ. Rú của nín nâng cầu chuyến bù ná oán, của mân chiêu chàng chàng. Rú của nín nâng cầu chuyến bù ná oán, của mân chiêu chàng chàng. Ở đây là người bán muốn khuyến khích người mua, mua hết sản phẩm thì sẽ giảm giá. Nếu như chị mua hết, chúng tôi sẽ giảm giá. Rú của nếu nâng cầu có thể chuyến phủ ná oán, tức là lấy hết, mua hết, trang trả, giảm giá. Hai mẫu câu cuối cùng. 我们已经开出最低价了. 我们已经开出最低价了. 已经 là đã, khai chu là đưa ra, chuẩn đi trả giá thấp nhất. Chúng tôi đã đưa ra giá thấp nhất rồi. Tôi bù chỉ, trở ý chương sư tỉ trả lọ. Của mân bù nâng chạy chạy trả lọ. Tôi bù chỉ, trở sư ý chương sư tỉ trả lọ. Của mân bù nâng chạy chạy trả lọ. Tỉ trả tức là giá đáy giá thấp nhất. Chạy chạy trả là giảm giá thêm. Mẫu câu này nghĩa là xin lỗi, đây đã là giá thấp nhất rồi, chúng tôi không thể giảm thêm. Như vậy chúng ta đã đi nốt được 20 mẫu câu cuối trong chuỗi 40 câu mặc cả cực đỉnh trong tiếng Trung. 20 mẫu câu này tuy hơi dài nhưng nội dung khá là hay. Các bạn cố gắng học thuộc nó và áp dụng vào thực tế. Các bạn hãy chăm chỉ luyện tập với những mẫu câu này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Chào tạm biệt.